Rồi, bây giờ hỏi là hỏi phần trong cái slide này. Dạ, Đúng không? đúng Upper file trong slide. Trong slide á, thì cái đường dẫn của mình là sẽ là trong slide đúng không? slide này. Đó, tên mã ảnh cho upload đúng không? Upload thì thật ra đâu có gì đâu, vừa học rồi đúng không? Làm rồi đúng không? Upload này. Bây giờ thì sẽ tìm nào file. Upload thường phải là file đây. Đúng không? Có tốt nhất là tìm kiếm bạn comment F trên F để tìm cho nhanh đến chỗ cần tìm được không ta? Thì cái file nếu mà đã có cái file lên nó thay một file này thì cái form của mình á, cái form của mình á nó phải có gì? Form nó phải có là multipath form ta. Upload cái file gì đó lên bắt buộc phải có cái này. Được chưa? Còn tại sao thì thầy cũng không biết luôn. Khỏi tìm hiểu gì mất công, nhớ thuộc lòng luôn cũng được, được không? Muốn tìm hiểu là mẹ tìm hiểu, à, chạy nó. Phải có sắp xếp thứ tự, thói quen này là thường là file này đây, C đây và mở đây, đó là cách thói quen sắp xếp có. Các bạn quen cái nào làm cái đó, được không? Rồi, hoặc là cho mà trước mà sau tùy các bạn thôi, không quan trọng ha. Rồi bây giờ nè, bây giờ xử lý làm cho gọn đẹp là chóp lớp file không? Cái này nè, phần file ấy, cũng nằm trong được không? Carbot luôn. Tại vì submit lên rồi thì mình mới thực hiện đúng không? Thành ra mình phải đưa đây luôn. Thì bây giờ cái chóp lớp file ấy, là chưa có gì hết đây hả? Bây giờ thầy đây, thầy làm cái gì đây đi? E cho này nè, nếu mình dùng print ra vậy cũng được rồi. Đô la file nè. Được, muốn đẹp thì phải nói phải cho thêm là gì ta, e cho gì ta, free cho đẹp hơn, được không? Và e ship đây, được chưa? Và nếu bạn có nhiều á thì bạn có thể làm gì nè, print ra đô la file, được chưa? Này đâu ra sẵn ta, cái này là trong cái phần là clip thì cài đặt nè. Clip là mình giống như là relay ha, mình gõ nó ra cái đó thì cái này bạn tự tìm hiểu cho các bạn. Clip là như thế nào thì nói là khi tôi gõ cái này nè, gợi ý tự động ra cái này. Và nó tạo dấu nháy nhảy đây luôn. Và nó ghi cho mình biết chữ array gì luôn nè. Thử lại này nha. Cái này là mình phải biết cách mình làm cho tiện nhất có thể trên phần mềm mình đang xài. Được không? Thì gõ chữ render nè. Thì cái phần clip nó sẽ có màu đỏ đỏ nè. Nó cho mình biết là render sẽ truyền vào cái mảng đúng không? Ở đây nè, mình enter chọn nó phát thì mình thấy mình gõ code cho cái này luôn mà vô luôn. Rất là nhanh. Thấy không? Thay vì phải gõ nhiều lần, cái nào mình gõ tới luôn nhiều lần thì mình làm ơn mình cố gắng cách nào cho gọn lại hơn. Không? Hoặc mình dùng cái phần mềm trong cái phần này nó sẽ có trong cái phần mà gì đó. Chính tả nè, thường nó sẽ có cái phần chức năng là ví dụ cách đó, view clip đó cũng được, hoặc dụng này cũng được, nó sẽ có bảng cổ tắt á, mình gọi cho nó tắt ra cho mình á, được không ta? À, thì đó tại sự nha, không ai cũng có. Nói chung là mình cái này là kiến thức về căn bản mà làm sao mà mình thông minh nhất, mình gọi nhất cho mình thôi. Rồi bây giờ nè, xử lý nè, không chọn file gì cả, bấm luôn lên đô la file mình nó cũng có, thấy không ta? Nó có một cái img, có lý do là tại vì ở đây nè, cái tên file này em đặt nè, có phải là cái name mà gì đó img. Lưu ý nha chỗ này nha, nếu mà mình nói về file á, bạn lưu ý nha, file á nó sẽ không nằm trong đô la post mà nằm trong đô la file. Upload cái file lên á nó không nằm trong đô la post mà nằm trong đô la file. Cái này là cái yếu của nó thôi, được chưa? Rồi, và mình có bao nhiêu cái file á thì nó sẽ in ra luôn. Nếu mình có cái file khác á thì nó sẽ ra cái khác, là tên khác dưới này nữa, abc một cái array gì đó, được không? Cái này là mảng 2 triệu, một cái array bự, bên trong cái array bự có thêm cái array nhỏ nữa đúng không? Mảng 2 triệu, được chưa? Mình có mình up 3 file thì sẽ có 3 cái mảng con trong mảng lớn, được không? Ở đây mình chỉ có một mảng thôi ha, mày thôi. Thì em thấy nè, ở đây em thấy nó có trong một tấm hình á, nó sẽ có cái thông số sao? Name là tên tấm hình, thay là cái loại của tấm hình, TMP name á là cái vị trí tấm hình đã được upload lên server và lưu tạm ở đâu đó. Nguyên tắc là khi em submit vậy nè, khi em chuyển điều lên bấm là chọn cho mình đúng không, chọn cho máy em, ví dụ tìm hình đi, à tìm hình đó rồi xem này thói quen thôi các bạn chu được chưa? Cái hình là hé lộ gì đó không biết đúng không ta? Đó, bấm một bên lên lưu lại nè. Bây giờ mình thấy nè, đó name là cái tấm hình, tên tấm hình trong máy của mình, được chưa? Còn cái thay loại là image bg, được không ta? Còn cái tên bây giờ em á là cái thư mục mà đang chứa tấm hình này trên server, bây giờ mình chọn mình submit lên á là lưu liền tấm hình luôn rồi, nó lưu server ở thư mục tạm tmb, thư mục tạm và thư mục là tự động sau thời gian nó xóa bỏ hết, nó không có trừ lại. Do nhiệm vụ của mình á là mình phải dời cái tấm hình này nè, đúng thư mục tạm nè, lưu về vị trí bên cần. Nhưng mà tấm hình này em thấy không, nó đâu có lưu là tên tấm hình đây đâu, nó cũng không, nó lưu với một cái mã số chủ gì đó. Cái này là bảo mật, để cho người khác mình up một file lên đó là nó ra một cái chuyện ngẫu nhiên gì đó, không có đuôi file gì đó, người ta không biết cái file ở đâu,
chứ giờ người ngoài biết được link này đó nó cái biết phải gì sao hiểu không, nên là mình nó bảo mật của nó. Còn ở đây á, cái size là cái dung lượng của file này được không ta, tính theo bài hay ký gì đó không biết, là mẹ sợ đi mẹ không biết nữa tại vì không nhớ, được chưa, nói chung là tính theo dung lượng gì đó nghe. Còn cái error là không, là không có error, không có lỗi gì cả, được chưa, nói chung hệ error mà nó không phải là không có nghĩa là có lỗi, mà có lỗi thì thôi mình không, mình đảo lỗi lên upload thành không được, bị lỗi hay bị gì đó quá tải, được chưa. Còn cái size này á, các bạn sẽ kiểm soát về dung lượng, ví dụ quy định là ảnh đại diện được phép 20 thôi, thì bạn phải biết được cái này là byte hay ký hay gì đó, bạn quy ra mê bạn kiểm tra cho thánh được không ta, bạn nói nếu lớn hơn mức đó thì không cho, nó bóc lỗi lên, được chưa. Nói chuyện đó của mình, cái này mình giới hạn là để dành để lỡ up cái file nặng quá thì nặng sẽ bom anh, được, nói vậy thôi, được chưa. Rồi vậy thì bây giờ nè, cái nhiệm vụ mình rất đơn giản nè, khi up hết file lên thầy xử lý đây luôn nha, cái chỗ mình xét này nọ kia xét sau nha, mình xét là if khi submit lên á chắc chắn là mình sẽ có dollar file chắc chắn, và mình sẽ có luôn phần tử là gì đây, img, tại tấm hình mình tên img mà, được chưa. Và mình sẽ kiểm tra nếu như nó có error được không, khác không thì gì như vậy là chấm than là được rồi, hoặc là nó là khác không thì mình xử lý. Nhưng mà thầy kiểm tra nè, nếu nó bằng không thì chấm than, nếu nó bằng không đúng không, này đây là bằng không chứ đúng không, này bằng không chấm than là bằng không đúng không, là lỗi đúng không, là error rồi đó, xử lý đây nè, cái chỗ error này là if á, đưa if này vô trong phần xử lý á, đúng không, của img là gì ta, upload ảnh bị lỗi, được chưa, anh dạng đúng rồi. Anh dạng upload ảnh bị lỗi gì đó, hay là ảnh bị lỗi đi ha, ảnh upload lên bị lỗi ha, vậy thôi, được chưa. Thì thằng này á là đưa vô cầm kiểm tra của em đâu đó dưới này nè, không biết chỗ upload thành á, bỏ lại đây đi, được chưa, là cái rồi xuống nhà xử lý nè, đúng đúng thôi, đúng hết đúng không, là xử lý thầy làm cái này nha, từ mấy khác qua này phải nhập hết, thầy lời xử lý này luôn nhanh nha. Thầy xử lý nè, thầy sẽ xử lý là thầy mu cái file này nè, nếu mà không lỗi á thầy nhân làm việc thôi, làm một việc thôi là mu updated file, giờ cái file đã upload á được không, thì thật ra là nó là cái này nè, nó là cái đó là file nữa nè, file mình nói rồi mà, cái vị trí file hiện tại mình đã lưu tạm đây đúng không, là tên bên em nè nè, cái thằng mình sẽ đưa vô là dollar file, xong rồi vô gì img, vô tên bên em thì ra được link của này, mình giờ cái file ở đây đến file nào đó tùy mình, giờ này đến đây thì đã xong đúng không, giờ không về đâu thì mình coi giờ nè, thì thật ra thư mục mình đang làm á, mình đang làm cái file đang chạy là file index nha, file index thì ra ngoài thư mục gốc vô thư mục upload lưu đó tùy thầy, được chưa. Giả sử nha, lưu upload nha, lưu đây tên, cái tên file lưu sẽ lưu là thành lưu là abc.jpg, được chưa. Và thầy thử đặt đô la đây nè, if bằng luôn, và thầy thử cho kết quả luôn là vadum, nhớ không ta, vadum nó ra, cho nó ra cái gì, có if thì nó ra cái gì, được chưa, được chưa. Chạy thử nè, chọn lại tấm hình này, được chưa? Rồi upload lên lưu chưa acid, nó chạy đứng dưới bắt nạp lên la nha, thì nó in ra rồi đó bạn, anh hút chơi mình không nhìn thấy đó ha, chạy lại lần nữa acid luôn, tức là in ra từ đó là ngừng chạy rồi đó, mình thấy được kết quả bull true, true tức là đã thành công rồi đúng không. Như vậy nghĩa cái hàm mà trả bài true form, nếu như đưa lên thành công sẽ true, là cho bạn thử nha, chuột phải đây refresh lại mình kiểm tra xem có tấm hình abc.jpg chưa. À, thì đưa đẳng một góc luôn, quên đưa upload rồi, tức là phải đưa này nè, chấm chấm sẹt upload, tại vì từ sóc từ cái thằng index này mình đang chạy từ file này, nó phải đi ra ngoài cái, nó mới vô upload, nó mới vô này, chấm chấm sẹt upload, được chưa. Hoặc là từ một góc là vô thằng upload này nè, từ bên ngoài vô upload xong tới abc, được chưa. Thế một của nó là vậy được không, cái này là gì vậy? Tương đối, cậu này đi từ bên ngoài vô tùy thôi được không. Đó, ở đâu được thầy sẽ làm kiểu này đi. Đó. Nhưng mà tấm hình sẽ có rồi nè. Nằm đây nè, mở lên nè. Thấy nó không? Đây mình mở màn này đi nha. Mình chạy lại nè cho nó sẽ vô một upload đúng. Đúng yêu cầu mình. Được chưa? Rồi. Chạy lại nè. Up tấm hình hồi nãy lên. Lưu. Chu, đúng không? Chu phải đây, refresh. Lên chưa? Lên, mở lên. Rồi. Nó sẽ có vấn đề là như vậy nè ha. Này thứ nhất là tên file.
Apple File thì có số cái lưu ý với cái phần khác. Bự vậy. Rồi ok. Rồi giờ tấm hình này gơ xin gì ta không biết được không ta. Tấm hình này nè đang là ABC nha. Tấm hình này mở lại nè, ABC là tấm hình đầu tiên hồi nãy. Được chưa? Bây giờ mình up lại tấm hình khác, tấm hình mới. Được chưa? Tấm hình mới, tấm hình này. Mình up lên. Cùng tên. À đúng rồi, nó sẽ lưu tên là ABC luôn. Đúng không? Mình refresh lại thì vẫn là ABC thôi, vẫn chu đó. Nhưng mà bây giờ tấm ABC cũ nó mất rồi, đè chồng lên tấm cũ thì là tấm này. Được chưa? Cho nên ở đây á, lúc up tấm hình lên á, mình không đặt tên tấm hình theo cái kiểu cố định như vậy được. Và mình cũng không đặt tên tấm hình theo cái name mà trong máy người ta luôn. Tại vì thầy nói ví dụ như cái thầy làm có sai về áo thun đi, có số người lưu tên miền thứ một là áo thun cổ trụ .jpg ở OC, họ cũng có file tên tương tự vậy, áo thun cổ trụ ở OD. Hôm nay áo tấm này mà áo tấm khác trùng tên. Nếu mình lưu đúng cái tên, mình bắt cái name nè, cái name này anh bắt cái name nãy của thằng file bắt lên luôn á trong máy á, là nó sẽ bị trùng. Mình trùng nghĩa là đè chồng mất file cũ, mình không muốn vậy. Được chưa? Thầy đặt tên tấm hình mình đặt như thế nào đó để không bao giờ bị trùng. Được chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ thầy đặt nè, thầy nói nè. Mình đặt cái gì đó đây đúng không? Name đúng không? Là đây nè. Mình đặt là name. Thật là ghi rõ luôn nha. IMG name, tùy bạn nào khác thôi. Tại đây sợ lỡ như mình có nhiều file thì nó trùng đó. Được chưa? Bằng cái name thì đặt sao nó không trùng. Thì cách đơn giản nhất là time. Thời gian. .jpg. Thời gian hiện tại. Dây khác up lên là nó ra thời gian khác rồi. Dây khác up lên là thời gian khác rồi. Thì biết sao mình đau hình về mà có một dãy số trước thôi mình tên hình. Được chưa? Yeah. Nhưng mà vấn đề nè. Trường hợp này á vẫn có thể biết đâu sẽ bị trùng nữa. Lỡ như có hai ông nội nào đó cùng lẹt min bấm một lượt một cái hai tên cũng trùng nhau luôn. Trường hợp đó cũng có thể xảy ra, biết đâu được. Hai thằng bấm một lượt. Kiểu như mới biết nó hot á. Được chưa? Cho nên thầy sẽ làm thêm cách nữa, thầy cho chấm thêm cái nữa là run. Là random á. Random từ cái số là 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Thầy đặt vậy là thầy muốn random, tức là nó sẽ ngẫu nhiên trong từ số là số gì á, 100.000 đến 99.000. Tại sao thầy cho số 0 này cũng được mà thầy không thích vậy? Tại vì số 0 vậy thì cái số dãy số nó ra làm sao biết không? Nó bị thằng dài á. Thấy không? À, tại vì không nó đang thằng không thằng 1.000 thì số thêm số nó đẹp đều nhau, nó không đẹp. Không thích vậy, thích cho vậy đó. Thì cái này á, nếu mà trong cùng một giây hai người ấp một lượt thì cái tỷ lệ trùng nó rất là ít. Hiếm xảy ra, nó đâm như vậy rồi thì nó xui mà. Đúng không? Thì hợp gần như không xảy ra được. Hai khó lắm. Cùng giây nhà đã khó rồi. Còn thêm random thì nó khó. Rất khó trùng nhau thì ok, tạm ok. Được chưa? Thì mình quốc thần là nè, thay thế vô chỗ gì ta? ABC.jpg nè, tức là bây giờ cái này nè không phải là cái chữ cố định nữa. Mà cái biến đúng không? Xóa bỏ này mình chấm thằng này vô đây. Nói thêm. À. Chấm và nói thêm vô. Được chưa? Là cái tên file mình bây giờ là IMG anh em. Ok chưa? Yeah. Rồi. Thêm một vấn đề nữa. Vấn đề thầy nói nãy giờ là dính tới cái tên thôi. Được chưa? Vấn đề tiếp theo nữa là nếu mình lưu cái tên file này vô thì upload á, nó tràn lan rồi nè, nó rối lắm. Mình phải giống như máy tính mình thôi, cái phân cái mục cho rõ ràng gọn gàng, đúng không ta? À, gọn gàng. Nó có hai vấn đề. Thứ nhất á, nếu mà sau này viên mình lên 1 triệu người chẳng hạn, vô thì upload có 1 triệu tấm hình mở không được luôn, đứng luôn, nó nặng quá, nó không được, nó quá nặng, mà một chiếu quá nhiều hình thì nó sẽ nó không nổi, được không nào? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là giờ nó lung tung lên hết, mình không biết cái hình đó là hình người dùng hay là hình đó hình gì, hình đó gì mà không gọi được. Thành ra ở đây á, thường á là mình phải phân chia trong này mình tạo thêm một mình luôn. Thường ví dụ như mình đang lưu là hình này là hình slide đúng không, slide loại gì lưu trước đó đã, rồi bên trong thêm một ngày nè, mình lại lưu tiếp nè. Giả sử tấm hình này được up vào năm 2021 được up vào tháng 10. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 26. Rồi. Đó. Mình lưu tốt thôi một trong như vậy. Như vậy á, có nghĩa là vậy nè. Nếu trong một năm á thì tối đa trong năm bao nhiêu thêm một tháng đây? 12 thêm một thôi. Được chưa? Nó 12 tháng thôi thì có 12 thêm một thôi. Thì trong 12 thêm một ngày up vậy là giỏi lắm, là trong một tháng thì bao nhiêu ngày thêm một ngày? 31. Tối đa là 31 thôi. 31 thêm một thôi. Và trong một thứ một này thì một ngày mình phải bao nhiêu hình thôi chứ không có nhiều. Nó sẽ không bị tràn lan mà mình biết được là ngày up nào ngày nào, mình luôn kiểu như vậy. Nó sẽ hay hơn. Được chưa? Được chưa? Rồi, này cách mình quản lý thư mục của mình. Ha, rồi ok. Thì gắn cho em sẽ cái dây đúng không? Đúng rồi. Được chưa? Dĩ nhiên nếu như cái web mình web lớn như Facebook chẳng hạn, một ngày có thể có triệu tin luôn. Thì lưu phải lưu thêm giờ nữa. Chứ mình lưu nhiều quá nó cũng không được.
ha. Thì ông nhớ mà trong trong cái server của mình á, trong cái server Linux nó có một cái giới hạn là số lượng thư mục bao nhiêu đó, nó cho giới hạn luôn, có giới hạn không biết bao nhiêu thôi, rồi đạt mức đó là nó luôn không được nữa, mình phải phân như vậy thì mình sẽ luôn được nha, lưu ý cái đó, nó theo nhớ bao nhiêu mà nó có con số đó luôn. Được chưa? Rồi ok, mình phải luôn. Ok, sao sao mà nó định dạng theo thời gian rồi chú? Như bữa nay ngày 26 ngày 27 thì sao mà nó sao mà biết thời gian tạo file mà? Sao ra được cái này đúng không? À. À. Có nhiều cách lắm. Một là thầy lưu theo thời gian như thế này ha, 5 tháng ngày không cho gì đó. Nhưng mà cái bạn lưu ý nè, cái thời gian này là đi theo cái thời gian của gì? Của người dùng. À. Của user hoặc của cái máy server mình, của cái máy này. À. Thời gian của cái máy server mình, của server đang ở Việt Nam. Thì cái 26 ngày 26 là 26 của Việt Nam nha. Có thể Mỹ bây giờ mới 25 thôi. Hiểu hay đó không ta? Nhưng mà cái đó cũng không quan trọng. Nó lệch đâu sao đâu. Nó không có sao hết. Tại vì mình biết mình lưu thư mục nào, mình lưu được dẫn lại thư mục đó, mình lấy được tấm hình ra là thôi. Còn lưu đâu quan trọng, thậm chí đem lưu thư mục tên là ABC cũng đâu sao đâu. Không có sao cả. Miễn là mình có lưu được dẫn nó vô trong cái database mình rồi. Tức là khi mình lưu được dẫn này nè, thì tấm hình mình nè, thì đặt là $img pack đi. Và được dẫn tấm hình. Được chưa? Thầy sẽ muốn tạo được dẫn tấm hình là gì nè. 2021 xẹt 10 xẹt, tôi nhận đúng nó phải là gì nè, upload xẹt 2021 xẹt 10 rồi cho thêm cái xẹt chứ luôn đi, tức là từ gốc á, upload 21 xẹt 10 xẹt bao nhiêu nữa ta, xẹt 26 rồi xẹt tấm hình, tên tấm hình này đúng không? Cái này nè, nói như nè, đường dẫn tấm hình mình là gì nè, được chưa? Và cái chỗ này nè, thằng bác đây nè, mình sẽ lưu nó vô thế chỗ này nè. Đúng không? Thì dẫn thêm mình là gì, dẫn này nè. Mình lên đây. Được chưa? Nhưng mà cái thứ bột này nè là nó thay đổi tùy theo ngày, chứ phải mình điền vậy. Đúng không? Theo từng ngày. Như vậy thì bây giờ thầy lại tạo thêm một tên đây nữa nè. Thư mục chứa ảnh. Được chưa? Đi thêm một bằng. Được không? Từ dẫn nữa nè. Chắc chắn là upload là nó có định luôn rồi, thì mình sẽ lên sẽ làm. Được chưa? Tới đây là nó chung là nguyên cái thằng này nè. Chắc là nguyên này nè. Được chưa? Rồi, chỉ là 2021 này là một cái năm. Năm hiện tại thì mình sẽ bỏ này đi. Nói chủ vô. Được chưa? Hàm đây. Lấy ra cái năm hiện tại. Cái này là tháng đúng không? Tháng, hai con số của tháng, bỏ đi. Tôi là đây. Lấy ra ở đây mình gì? Mình. Còn ngày ở đây. Cũng là đây. Đây. Được chưa? Là mình có cái đi rồi. Thì bây giờ ông nội đi này nè sẽ được thế vô chỗ chỗ này. Được chưa? Và cái này nha, cái này mình không tạo trước luôn. Tự tạo. À, nó phải có slide nữa đúng không? Thiếu slide, upload slide. Là phải lưu slide mà. Còn cái bài viết là post contact, cái contact loại nào ra loại đó. Được chưa? Và đây là thư mục của mình. Nhưng vấn đề lưu ý nha, nếu mình đưa đây mình lưu á, nó sẽ có lỗi. Tại vì mình chưa có thư mục. Ta bỏ thư mục đi, giả sử chưa có thư mục. Nhưng mà mình tạo tay thì mình không tạo tay được. Tại vì 5 tháng ngày mình đâu không đem mỗi ngày vô đây tạo hết thư mục sao. Mình đâu có làm vậy, nó phải tự tạo cho mình. Qua ngày mai cái chết rồi, nay chưa tạo, sáng 12 đêm canh dậy tạo. Chứ không tạo thằng khác hết, xin lỗi. Đúng không? Bơ nhậu quên cái để giữ nhau đi. Đúng không? Nè, ví dụ lắp hình nó lại nè. Bây giờ nó sẽ lỗi nè, nó sẽ bỏ lỗi. Nó sẽ bỏ lỗi là không up lên được gì đó. Nói chung là false. À, đúng không? Lý do là tại vì thư mục này chưa có mà bây giờ không mày sao được. Yeah. Thành ra mình cần tạo thư mục. Được chưa? Thì tạo thư mục á là nó sẽ có cái hàm là mkdir. Là tạo thư mục. Mkdir đó, tạo một thư mục. Được chưa? Mkdir nè. Thì nó là truyền vào đường dẫn thư mục. Permission đó là cái quyền. Có rescue hay không là có tạo thư mục mà nhiều tầng ở trong hay không? Được chưa? Rồi như đó đủ rồi. Được chưa? Vậy là mkd cái ba phần tử là mkd. Được chưa? Cái lệnh này là gì đây? Tạo thư mục. Tạo thằng nào nội nào? Tạo đi này chứ ai? Được chưa? Tạo đi này là phân quyền này. Thấy không? Bằng 0777 là cái quyền độc quyền, toàn quyền, độc quyền. Cái chữ quyền không hiểu thì bấm vào đây coi. Person bấm vào đây coi nè. Bấm vào đây hiểu là 0.7 là sao? Nó sẽ có ý nghĩa nè. Đó đó. Mà thầy thường thầy đặt là 0.755. 0.755. Đúng. 0.755. 0.755 là hình như là chỉ được quyền ghi mà do cái user đó ghi ra người khác là mình ghi. Dạ. Có nghĩa là về cái host của mình nè. Một cái server nó có nhiều cái web. Mà web là một cái host riêng. Web A với web B là hai cái thằng khác nhau, không liên quan với nhau.
đúng không? Nếu thầy đặt là 0755 là cái thư mục của thầy nè, thầy tạo ra cái trang web Vinabu nè, thì chỉ có thằng Vinabu này được phép xóa sửa thôi, được khác rồi. Còn 0757 lần nào cũng sửa được hết. Xóa sửa được hết. Thì nó là cái quyền, hiểu không ta? Ngày nghỉ được dễ vậy đó ha. Rồi ok, thầy cho 0755. Đó. Tiếp theo nữa là ở đây là thấy chỗ này nó hiện là này là bool nè. Bool, chuột phone thôi. Có nghĩa là chỗ này mình chỉ điều gì vậy? Chuột. Chuột. Phone, còn phải làm biến thì số 1 cũng được. Một con chuột đó. Cho tạo một con. Được không? Có nghĩa là nó nếu mình không điền không có cái chu này nó là phone, nghĩa là tạo gì không được. Có nghĩa là mình phải tạo gì nè. Upload trước. Mình phải tạo gì nè, nếu mà không có đó nha, mình phải tạo gì nè. Sẽ upload. Mình tạo upload. Sau đó mình tạo tiếp thư mục. Upload gì? Slide. Tạo từng cái. Hiểu không ta? Tức là mình nó từng cái mới được. Phải vì có thư mục bự rồi mới có con trai con được. Con trai thì có sẽ có con. Nhưng mà có chỗ này cái là gì đây? Chu cái là xong, tức là nó ép cái hết. Được chưa? Tạo thêm một. Rồi. Nhưng mà nó cũng sẽ có vấn đề luôn. Thử lại nha. Bây giờ trước mắt là mình thử chạy trước đó nè. Những vấn đề lắm. Rồi. Chọn tấm hình này. Bập lên. Lưu. Lưu. Bull. Phone. Sao kỳ ta? Phone tại sao phone ta? À, mình sẽ kiểm tra thử refresh. Mình không biết tại sao phone luôn. Đúng không? Xóa bỏ cái Adolock này đi. Muốn biết phone thì lý do tại sao là tốt nhất là mình bỏ cái Adolock. Mình chọn tấm file lên, mình submit lại và mình coi lỗi đâu nó báo lỗi cho mình ở đây. Chứ phải refresh lại, coi file error xuất hiện, lỗi gì. Được chưa? Lỗi là cái MKD nó phải truyền 4 cái vô bool given ở cái dòng là 116. Mua cái file bị lỗi luôn, đúng không? Tại vì dòng MKD này sai nè. MKD bị sai rồi. String là thư mục kiểu in bằng 0.7 bool return à cái result bắt buộc. Cái result nó không thấy nó được một vuông bắt buộc nha. Result là gì ta? Thành nguyên. Đâu rồi? Contest hả? Contest string result là gì ta? Lâu quá thì không sợ cái hàm này em nhớ luôn à. Ủa bắt buộc có ta? Cái nào có lại sao lại mà cái gì bắt buộc ta? Nhớ cái này đâu bắt buộc ta? Cái symbol ấy, ví dụ ấy. Nè, tạo gì được nè. Đâu cần đâu. Đúng không? Tại sao mà nè. Nè, thư mục nó nè. Nó tạo true nè. MKD true. Fail to read. Không tạo được. Nè. Ừ? Nó tạo được mà. Câu chút của nó là cái đường dẫn này nè, đúng không? Nó tạo được mà. Upload slide. Upload slide. À, thử là trường hợp này nha. Thầy thử nha là à mình tạo upload không à, không được. Tạo cái đi chứ nhầm, sai rồi. Mình tạo cái thư mục này chứ không phải tạo upload không. Ủa sao có này? Sai. Vậy chứ. Tạo cái đi trên đây, đúng không? Mình test nãy sao mình gõ sai đó, dán như sai đó. Lại. Nguyên cái đi đó. Chọn là tấm hình này. Các bạn nó sẽ trung thôi chứ không có gì đâu. Ở phone luôn. Refresh. Mở lại nó lock, tắt nó lại để coi nó báo lỗi gì. Cũng là lỗi MKD open bay effect file upload within a low path. Cái sẽ upload nó không đúng. Sẽ upload đúng. Upload nó không cho. Về thử nha, thử đổi cái khác nữa nha. Thay vì sẽ upload á. Chấm upload ha. À, từ cái mục này đi vô ha thì nó chuẩn hơn á. Nó tính theo cái kiểu mà chung cho nó sẹp, tức là nó cái sẹp upload nó ra thêm một góc bên ngoài của server nó bự hơn nữa, được không? Nên mình dùng cái là cái sẹp theo slide ra nè, tấm hình thời gian mình nè, được không? Đó, nắm số chuỗi quá trời nè, đó, được chưa? Rồi bây giờ nè, nha, thử lại cái nữa nè, up bây giờ nó lại lỗi, đúng lần lần hai tấm hình này thấy mình nó lại lỗi, à đúng luôn hả? Đúng luôn. À, thử lại luôn nha, refresh coi coi. À, trong cùng ngày đúng không? Refresh này coi. À, nó vẫn đúng. Không có lỗi đúng không ta? Ờ, thì ok, không có gì hết. Thầy sợ lỗi gì biết không? Lỗi sao là thư mục có rồi á, mà mình lại tạo nó báo lỗi. À này, có nè, nó báo lỗi nè. Mà cái đi dọa lỗi này, bombing nè. Dòng số nhiêu? 16 nè. Nó này là cảnh báo thôi, nó vẫn có lỗi đó. Nhưng mà nó lỗi là lỗi cảnh báo thôi chứ không quan trọng, nó bỏ qua. Không? Tức là chỗ này nè, cái hàm nè. Là mình tạo thư mục này, không phải lúc nào mình cũng tạo.
trong ngày mai có 10 người up thì mình chỉ tạo khi mà người đầu tiên up thôi, người thứ hai không tạo, đã có rồi mà. Vậy thì thầy sẽ ít nữa, khi một có rồi thì không tạo, chưa có thì mình mới tạo ha. Tạo thì một nếu chưa có, hay ghi rõ là, hay rõ là nếu chưa có thì một người tạo, nếu chưa có đúng không, hoặc ghi rõ đây nè, tạo thư một đây là gì đây, nếu thư một có chưa có, nếu chưa có thư một đi được chưa, thì tôi vậy tạo thư một, thì nếu chưa có, nếu chưa có là is dear và mình sẽ truyền vào là chấm than, cái hàm này trả về true for, nếu thư một có rồi nó sẽ là true, chưa có là for, nếu nó chưa có thư một này thì tôi sẽ tạo được chưa, thì nó sẽ không xuất hiện cái bông đen này nữa được chưa, là bây giờ code mới hoàn toàn chỉnh đây nha. Nè, tạo ra cái bắt thư một chưa ảnh, tạo thư một được chưa, nó là chuẩn nhưng mà chuẩn tạm thời thôi, chuẩn tạm thời vẫn chưa chuẩn ở chỗ nào biết không, ở chỗ này nè, chỗ JPG, JPG này là tấm ảnh mình đặt JPG, lỡ anh đáp tấm hình PNG thì sao, lỡ anh đáp tấm hình GIF lên sao, lỡ anh đáp tấm hình khác thì sao, mình đặt JPG hết là không đúng, đáp loại nào thì phải up, mình phải lưu đúng rồi đó đúng không ta, hoặc là phải convert, phải chuyển loại khác nữa, ví dụ vậy, convert chưa nói nha, bây giờ trước mắt là up loại nào lưu loại đó. Và cái quan trọng nữa nè, thằng này nè là cái quan trọng nhất cái này nè, mình đang cho up tấm hình nhưng người ta vẫn có thể up file PNG lên, và nếu up file PNG lên được đó là nó hack được, sao mà hack bình chạnh luôn, nên đây mình phải chặn lại, chỉ cho up hình thôi, ngoài cái đó hình ra là không được phép up, chỉ file hình thôi. Được chưa, như vậy thì ở đây á, các bạn phải thử từng tấm hình, thử lần sau e cho rồi và render dollar file, nó lại nói là về nhà tự xử đi ha. Không có còn nè, up lại tấm hình đó, lúc mà up lên đó bạn nhớ không? Nó sẽ hiện ra gì biết không, cái thai các bạn, cái thai á, bạn sẽ lưu thử, thường mình sẽ cho up là tấm hình là JPG hoặc là PNG thôi, GIF mình không cho là GIF nặng quá ha, hai loại thôi, vậy bạn sẽ thử tìm tấm hình PNG up lên cho cái thai nó là cái gì được chưa. Như vậy lúc ở dưới này nè, mình sẽ xét cho này nè, nếu như tấm hình up là bị lỗi thì phải lỗi eo, eo nghĩa là không lỗi đúng không, mà là xét tiếp if cái gì ta, cái thai của nó, thai nè, thai này được chưa, không phải là cái này, như mình do JPG thôi, không phải là này thì tôi bỏ lỗi luôn, chỉ cho up hình, chỉ cho phép up upload ảnh JPG đó. Nhưng thêm lỗi khác thì sao, anh phải thêm lên nữa, và đồng thời bằng cái gì đó, không bằng cái lỗi đúng không, chuyện đó là thêm vô lỗi đó, anh phải thử cái lỗi đó là lỗi gì được chưa, tức là chỉ cho những loại này thôi, ngoài lỗi này ra là bỏ lỗi liền được không, rồi ok. Và ở trên này cái chỗ này nè cũng không phải là CPG vậy nữa, mà em phải có một đoạn code nữa xác định đuôi file if. Cái đoạn này thì để trên nha, đáng lẽ nó phải nằm ở dưới này nha. Và sau khi xử lý xong không hiểu rồi đúng không? Tại vì nếu mà đưa cái này phải xét qua cái đoạn mà nhập dữ liệu cực lắm, nó biến nhập. Nếu như cái này mà bằng bằng cái đoạn này thì đuôi file là $EXT hoặc là ghi đây nè. $EXT thì tên sân á. Bằng JB. Bây giờ tức là chỗ này xin đuôi file gì đây? Chấm gì? Chấm gì bây giờ? Đó, eo if nếu là loại khác, nếu là loại nào đó không biết, loại là đáp hai tấm tấm PNG ra đó thì AT bằng một loại khác, em phải thế đúng rồi, chỉ vô đúng cái đó vô bằng PNG, bằng GIF, bằng bitmap gì đó, nó nhiều loại hình đó được chưa, đó là cho phép up lên được chưa, và AT thế ở đây cái nào là xong. Nào đi qua tới bảo mật nha, còn thêm cái thì nó up lý hạn up đó sai thì bạn coi sai này bao nhiêu tự tính ra, nếu như sai lớn hơn đó thì báo lỗi là không cho up lớn hơn bao nhiêu đó được không. Rồi là phần này phần xong rồi, nhắc lại đoạn cuối luôn lại cái nữa về upload file á, thứ nhất á, là cái thằng dollar file nè, file mình đặt tên đây nè, cái form của upload file á, thì cái form mình nó luôn luôn phải có phần là multi path form data, và chắc chắn form phải là form post, form get là không được đâu được chưa. Và ở đây á, cái tên file á, cái thằng nào mà có thay bằng file nè và có cái name nè, thì cái name này là một phần tử bên trong cái mảng dollar file, mình render ra nè, mình render lại, mình render ra nãy là đúng không? Thì mình thấy là nhắc lại nè, nó sẽ là một cái mảng hai chiều mà mình có bao nhiêu tấm hình á thì nằm đó, được không? Mà nếu mảng thì có quyền forest không ta?
có quyền format tất cả này EK sao đến V EK sao đến V. Vậy nếu cái form nào cho 3 tấm hình hay 4 tấm hình xử lý gì hết, hiểu thấy không, nói gì hết thôi. Ví dụ trang chạy tốt hay trang gì đó mình up một tấm hình hay 3 tấm hình cho chọn 1 hay 3 tấm hình thì nó cũng sẽ xử lý tương tự vậy, mình format và xử lý được không? Rồi mình cũng có thể đặt tên file này á, img này anh em á bằng như nè, ví dụ vậy. Giờ tìm hiểu coi có nghĩa là sẽ ra gì ta, chọn 3 tấm hình nó sẽ ra mảng luôn, mảng cùng là mảng img hết ha, tìm hiểu kiểu đó ha. Nói chung là tìm hiểu cách upload file được sao đó, nó cũng như hệt vậy thôi. Thì nói chung đưa dòng file vậy thôi. Thì đó, thì khi mà upload lên á thì mình cần lưu ý quan trọng nhất là chỗ này nãy mới giảng luôn, là phần quan trọng nhất là liên quan tới bảo mật, là mình chỉ cho phép up những loại đưa file nào mình cho phép thôi. Không phải đưa của mình cho phép là không được đúng không, đúng là cho phép được chưa. Rồi cái thứ hai nữa là khi up lên á mình sẽ không lưu tấm hình đó theo cái tên trong máy hoặc tên cố định, mà mình phải là một tên nào đó tự đặt được chưa. Và tiếp theo nữa là mình cũng lưu vô thư mục của đó mà nó phải phân ra nhiều thư mục đúng không, và mình không có lưu một thư mục à. Và đi xong hết rồi nè, cái img bác này nè là nó là tên tấm hình đúng không ta, đường dẫn tấm hình đúng không. Img bác mình bây giờ, img bác mình bây giờ bằng đi nè, đi là cái này nè, nói với cái img name đúng không, nói vô đây thì cái phần mình lưu á, mình lưu cái cột dữ liệu á, sau cùng mình lưu cột dữ liệu mình sẽ cho $post post có là email ha. Trong thư mục là có gì ta, cái slide đúng không, slide có gì, cái bảng cột gì, slide gì, slide img đúng không, vậy là post gì ta, img bằng cái bác này, lưu cái tên thôi, biết tên đâu là lúc mình in ra, mà chỉ cần in cái tên, in cái đó ra là xong được chưa. Nhưng mà lưu ý giùm thầy xíu nha, cái này lưu ý nè, là nếu như lúc mà mình lưu á, là mình lưu là sau đó lúc mình hiện thị ra, và thường mình sẽ hiện thị như nè, mình cho hình ra là img bằng không có dấu chấm chấm sẹt, lúc mình in ra dữ liệu á ha. Nhưng mà lúc mình lưu file hay mà mình xử lý á là phải chấm chấm sẹt, khác nhau nha. Tới lúc mình in ra là tấm hình mình nó sẽ là như vậy nè, đây thầy vô thử nha, upload slide upload là gì hả, nói luôn này đi, sẹt slide sẹt 2021 sẹt 10 sẹt 26 sẹt tên tấm hình tên này chạy là đúng không, là đúng không. Thì lưu ý nè, cái thẻ img của mình á, img mình á là mình nó chỉ lưu đoạn này thôi nè, tức là trong code mình á, nếu mình có img trong cái file này nè, img nào đó đây, nhắc lại cái này mình phải dễ hết cho hiểu luôn, img src bằng là nó bằng này thôi, chấm chấm sẹt là sai nha, không được, nó chỉ bằng này thôi, tách phần gốc đi vô. Nhưng mà trong, tại vì nếu mà mình code á, mình đang code bằng PHP á, mình đang code bằng PHP nè, thì cái mà nhìn thấy á, cái mình thấy mình được quyền thao tác là mình nên dùng chấm chấm sẹt, mình nên dùng sẹt upload. Tại vì sẹt á nó sẽ hiểu là một góc, rồi góc ở ngoài cùng, tút ngoài cùng, tại vì trên server còn những thứ khác bên ngoài nữa, kệ hệ điều hành gì đó bút xua nữa, hiểu không ta? Cho nên là như vậy. Thành ra như vậy nè, tốt nhất nè, lúc hello là chỗ này nè, cái chỗ này nè, chỗ bắt rồi, chỗ mà post mày. Nếu hello có chấm chấm sẹt vậy, đâm ra lúc phải in ra nó là dở, tại vì hello in ra không có chấm chấm sẹt. Thành ra ở đây á, thầy sẽ dùng là sub str là cắt chuỗi. Ừ. Ha. Cắt cái này, cắt từ vị trí số 2 hết ta. Thử đi ha, thử e cho thử ra gì nha. 23 e cho này và exit. Thử nha. Mình sẽ up thử cho nó ra đúng không? Up tấm hình lên, coi nó mình exit rồi mà đúng không? À quên bỏ cái em coi là exit này đi, để nó chạy đến cái mục tiêu rồi. Rồi xử lý lên. Đúng chưa? Đúng luôn. Đúng rồi nè. Ha. Thì hai là sao? Điểm gì nè? À, nè. Từ vị trí 2 đúng không? Nè. Mình sẽ là 012 bắt đầu thứ hai từ vị trí này nè. Nè, 012 từ đây. Lấy từ thằng này, lấy hết rồi sao? Ha. Tức là tôi cắt chuỗi trong thằng này, tôi lấy từ vị trí số 2 lấy hết rồi sao luôn. Được chưa? Sắp chuyên là vậy. Được chưa? Và lưu nó vô database. Tức là nguyên cục này nè. Xử lý upload ảnh. Nguyên cầm này nè, ta sẽ cắt ra nhiều xíu.
Được chưa? Rồi. Rồi xong. Khó và dễ đúng không? Khó đó.